Đấy, chào các bạn nha, hôm nay giật này Hưng Noli quay lại với cái chuyên mục vui thôi. Đó là giật là ở Việt Nam thì có khác gì so với giật là ở nước ngoài. Thực ra là mình có đi nước ngoài đâu, mình cũng chỉ xem các video thôi, nhưng mà chắc cũng nhiều người không quan tâm lắm. Nhưng mà mình là người làm giật là cũng hay tò mò, nó thỉnh thoảng mình cũng hay hỏi mấy bác bên ví dụ khách nước ngoài biết tiếng Việt, hoặc là một số người thì mình cũng hỏi người ta thôi. Thì giật là của mình nó đại khái hiện tại thì giật là của mình bây giờ phát triển cũng khá là mạnh. Nếu như ai để ý như ở Hà Nội cách đây khoảng 10 năm thì cái mô hình giật là nó chỉ gọi là manh mún, những cái máy dân sinh nhỏ nhỏ chồng lên nhau, cái máy sấy. Lúc đấy thì giá nhân công nó cũng thuê người nó cũng thấp, mấy cả cái giá dịch vụ nó cũng khá là cao, nên là kiếm được nuôi. Có nhiều cái chuỗi cửa hàng giật là mở lên thì kiếm được một thời gian, nhưng mà dần dần thì nó cũng mô hình này nó cũng lụi đi, nó tự nhiên bây giờ nó biến mất rồi, biến mất cái mô hình chuỗi cái cửa hàng giật là, xong rồi có thuê nhân sinh viên trông, bây giờ Hà Nội không còn. Đấy là chúng ta phải nhìn thấy cái xu thế phát triển của giật là Việt Nam nó hiện tại như nào. Thì hiện tại ở ví dụ như là mình là người ở Hà Nội thì mình thấy rằng các cửa hàng giật là bây giờ hầu hết đều trang bị máy giặt công nghiệp, hoặc là trang bị vài cặp máy giặt công nghiệp, thì tức là cái xu thế nó sẽ hiện đại hóa lên rất nhiều. Đấy là, nhưng mà đang nói là ở nước ngoài thì có mô hình giặt khô là hơi theo kiểu Việt Nam không? Thì thực tế ra là mình biết rằng là ở, như mình biết là như ở bên Hàn này, Hàn Quốc một thị trường cũng khá là phát triển, thì là cái mô hình giặt khô là hơi ở bên đấy nó có giống y xì như Việt Nam thôi, nhưng mà nó sẽ chia ra làm cái giặt là công cộng, giặt là tự phục vụ và giặt là có người phục vụ. Thì giặt là có người phục vụ thì nó cũng giống như ở Việt Nam, như một số cửa hàng giặt cao cấp đấy là chỉ nhận đồ tình cái, và bên đấy nó cũng có cả các cửa hàng giặt là cao hơn nữa, là nó là chuyên môn cao hơn. Hoặc là ví dụ như bên đấy cũng có như ở Việt Nam, giống ở bên đấy hiện tại mô hình gọi là giặt là, nhưng thực chất ra là mô hình ở mình đây đang gọi là giặt giày và spa giày, mấy đồ da, thì nó lại rất giống nước ngoài có những mô hình nho nhỏ. Thì ở bên Hàn hay nước các nước tư bản đều có những mô hình giống như ở Việt Nam hiện tại. Còn cái mô hình giặt ở mình đây thì nó vẫn chưa tách rời được giữa giặt là công cộng và giặt là cao cấp. Nhưng mà xu thế thì mình nghĩ khả năng là dần dần nó sẽ tách được cái mô hình đấy rời nhau ra, nó sẽ hình thành hiện đại hơn nữa. Thì sẽ trong một số các cái khu bắt đầu từ những khu nhiều sinh viên hay là những khu nhà máy thì nó sẽ có giặt là phục vụ cả ngày lẫn đêm nữa. Nên là nếu như ai mà để ý các cái mô hình giặt là, thì mình thấy rằng là ví dụ như hiện tại thời điểm này là thời điểm kinh tế nó cũng khó, thì nhiều ở Hà Nội sẽ không năm nay là không mở nhiều cửa hàng giặt là. Nhưng cái cơ chế đào thải thì các bạn nào làm giặt là mấy năm trở lại đây thì biết rồi, có những cái mô hình áp dụng đưa vào Việt Nam, mô hình giặt chuỗi, rồi là mô hình giặt của những cái đại khái như là mô hình giặt như độ 3-4 năm trước dịch, có những mô hình giặt là Hàn, nhưng mà gọi là mô hình giặt là gì, giặt gian có dàn máy trồng tầng ấy, thì giờ nó cũng biến mất rồi, bởi vì nó chưa thực sự là gọi là mô hình công cộng cách hiện đại đúng mức, bởi vì nó chỉ đơn thuần nó chỉ là một cái cặp máy to, máy dân sinh một tí, nó không có đủ cái độ chuyên nghiệp nên là nó cũng bị đào thải. Nói chung là đào thải do quy luật thị trường,
đến một lúc nào đó thì giá nhân công cao rồi là những cái công việc khác của ấy hơn, thì cái mô hình giặt là gọi là giặt cân giặt ký của người phục vụ dần ở ở mình đây rồi dần dần nó cũng sẽ biến mất dần, mình nghĩ rằng là như thế đấy. Còn tại sao những cái mô hình giặt khô lò hơi hiện tại nó đang rất là nhiều người bảo là nó rất là lung tung, bởi vì thực tế ra là càng ngày cái nhận thức của người tiêu dùng ấy, nó sẽ cao lên, cái sự hiểu biết và cái đồ đồ mặc hàng ngày rồi là gọi là thời trang nó càng ngày nó càng Việt Nam nó càng bắt nhịp với cái thế giới, tức là các cái vật liệu nó sẽ tốt lên rất nhiều. Những cái áo ví dụ mùa đông những cái áo phao lông vũ lông viết như này nó sẽ rất nhiều này. Đấy, chứ không còn những cái áo phao bông trần rồi là vật liệu vải rẻ tiền nữa, hoặc đơn giản những cái áo sơ mi này nó sẽ làm thuần bằng cốt tông nhưng mà bình thường nó sẽ không phẳng được, hoặc là những cái như cái quần quần Âu của những cái hãng thời trang Việt Nam bây giờ thì quần Âu đắt đắt một tí khoảng 2 triệu đổ lên thì nó sử sử dụng những cái sợi nó cũng khá là đắt, nhưng mà giặt bình thường nó sẽ giặt sấy nó sẽ co sù sợi hỏng hết bề mặt, rồi là những cái quần quần đánh gôn quần đánh biếc bây giờ nó sử dụng vải nếu là không chuẩn không có kỹ thuật nó sẽ bị bóng cháy bề mặt cho lại này, và những cái đồ đấy này cũng không chịu được chất tẩy, thế nên là những cái thợ mà không được đào tạo một cách bài bản mà làm theo những cái lối xưa cũ như những cái năm trước thì hầu hết bây giờ là giặt đồ rồi bị lỗi. Đến bản thân mình cũng thế thôi, giặt bây giờ nó cũng khó vì mình không trang bị máy giặt khô, mình làm khá đẹp nhưng mà nó sẽ lâu thời gian, thì sang năm thì đồ bây giờ nó quá xịn rồi. Ở đây thì đa số của mình là đồ toàn đồ của đắt tiền nên khả năng là năm sau sẽ ra Tết cũng phải lắp những cái máy giặt khô. Đơn giản ví dụ như những cái áo bộ áo vest của nhà may của mình thôi bây giờ cũng đều sử dụng sợi sợi đắt tiền rồi, nếu không được giặt khô mà không có kỹ thuật tốt thì giặt là xong những cái bộ vest vải mỏng này là rất là khó, mà nếu giặt bình thường không ấy nó lập tức các cái viền này đầu tiên nó sẽ co các cái viền này lại ngay lập tức. Thế nên là cái câu chuyện là những cái cửa hàng giặt là các bạn để ý bây giờ những cái hàng giặt là mà quy mô nhỏ nhỏ bây giờ nó sẽ không không thể làm những cái sản phẩm gọi là mang tính chất cao cấp nữa, nó quá nhiều những cái nó phức tạp nên là dần dần nó sẽ tách biệt ra những cái cửa hàng nó sẽ phải có thợ tay nghề tốt để chuyển thành giặt khô lò hơi, và những cái cửa hàng có thiên hướng tương đối giống công cộng của nước ngoài sẽ bắt đầu hình thành dần, như là những cửa hàng mà tập trung quy mô cao độ ví dụ 4-5 cặp giặt sấy công nghiệp lớn rồi gì thì lúc ấy thì đồ nó vào một ngày rất là nhiều, không thể thuê một lúc 2-3 người gấp đồ, rồi dần dần sẽ có một số nơi người ta sẽ mở ra rằng nó sẽ mô hình có một người trông nhưng mà sẽ có mô hình lửa gọi là giặt xong rồi đút túi không gấp nữa, giống như là một số chuỗi như ở trong miền Nam đã áp dụng khá là thành công, thì dần dần nó sẽ lai dần cái mô hình giặt công cộng giống nước ngoài. Mình tin rằng là cái chiều hướng phát triển của mình nó cũng sẽ như thế thôi. Đấy. Đây là ví dụ như đây này, giống như là một lần cái áo 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 phao này. Nhiều người thắc mắc một tí, hỏi và sao khách bảo là không gì, nhưng thực ra giặt nó phải phải căng được như này, nhưng giặt đúng nó đòi hỏi cũng khá nhiều về kỹ thuật, cũng không đơn giản như ngày trước mình cứ giặt là giặt xong rồi sấy nó lở ra là nó lở ra. Bây giờ khách nhiệt tinh á, tức là nó chỉ xẹp một tí bông nó không căng cái thôi là khách người ta không chấp nhận được, chứ không có cái chuyện là nó không thể giống ban đầu được. Bây giờ khách hàng người ta rất khó tính, nên là câu chuyện là làm giặt là ở Việt Nam thì nó sẽ hiện tại ví dụ lọng giống ví dụ như những nước như Ấn Độ Ấn Điếc hay là những nước mà kém kém thì cái người 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 người
người mang đi giặt người ta cũng, cũng giống như mình, và đồ nó cũng chưa cao cấp, giống mình thôi. Nhưng mà ở những nước phát triển, nếu như mình mà giàu hơn thì mình cũng sẽ phải phát triển theo cái mô hình giống tư bản, mình nghĩ là như thế, chứ còn không còn những cái mô hình lai căng theo cái kiểu gọi là Việt Nam tao mới có thì không có. Đấy, tức là mình chia sẻ một cái là hy vọng là Đà Lạt nó sẽ phát triển theo cái hướng đó mà mọi người có thể chuẩn bị trước. Chào mọi người nhá.